Kể cả các bạn nha, trở lại các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái cách đầu tiên, đó là biết cái can của mình. Can có nghĩa là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, gọi là can. Thì đầu tiên làm sao mình biết mình can gì? Có nhiều người nói ồ tôi sinh năm 1990 mà tôi không biết tôi can gì. Lúc đó phải lên Google, mở phone ra, bấm vào, kiếm nó lâu. Thì cái này là cái dễ học nhất mà nhớ nhanh nhất, thì các bạn cứ nhớ nha. Không, cái số năm sinh của mình đó các bạn, ví dụ như các bạn sinh năm 1990 thì cái con số đằng sau lưng á, cái con số cuối cùng á, số 0 á, thì là bạn là canh, người can canh. Còn ví dụ như bạn sinh năm 1991, 1991 hoặc là 81, 2001, ví dụ như vậy, con số 1 cuối cùng nha, thì là bạn là người can tân. Đấy. Còn ví dụ như bạn sinh năm 1992, con số 2 cuối cùng, thì bạn sẽ là người can nhâm. Số 3 là can quý, số 4 là can giáp, số 5 là can ất và số 6 là can bính. Số 7 là can đinh, số 8 là can mậu và cuối cùng số 9 là can kỷ. Thì cái dễ nhớ nhất là bạn cứ nhớ, bạn viết xuống 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì ngay hàng 0 là canh, tân, nhâm, quý. Nhớ nha, 0 là số là canh, canh, tân, nhâm, quý. Hết rồi đúng không? Rồi số 4 bắt đầu vào từ đầu, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, xong. Dễ nhất nha các bạn nha. Có nghĩa là nhìn vào cái năm sinh của mình, cái con số cuối cùng là biết mình can gì, khỏi cần phải tra Google luôn. Không là canh, không, một, hai, ba, canh, tân, nhâm, quý. Đến số 4 là giáp, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ. Trong vòng 2 giây, có ngay cái can. Rồi, xong một cái. Ok, vậy sau khi mà mình biết được cái can của mình là cái gì rồi, thì bây giờ, có nghĩa là nhìn cái năm sinh biết cái can rồi, thì chúng ta muốn biết đến cái ngũ hành của mình. Ngũ hành có nghĩa là cái mệnh của mình, mệnh kim, mệnh mộc, mệnh thủy, mệnh hỏa, ví dụ như vậy. Thì mệnh mình là mệnh gì? Thì bây giờ chúng ta có tính ngay trên bàn tay chúng ta luôn, trong vòng 3 giây thôi, là các bạn tính ngay ra cái ngũ hành của mình, cái mệnh của mình hoặc là cái người đối phương. Chúng ta ngồi trong bàn tiệc không có thời gian, bấm ngón tay trong vòng 3 giây là ra liền. Bây giờ mình đầu tiên mình phải nhớ trước như thế này, mở bàn tay ra, năm ngón tay đúng chưa, năm ngón tay, cái ngón này các bạn, cái ngón đeo nhẫn, cái ngón này, ok, cái ngón đeo nhẫn, thì cái ngón này chúng ta gọi là ngón kim, ngũ hành nó là kim, nhớ như vậy. Cái ngón út thì chúng ta gọi nó là ngũ hành nó là thủy. Cái ngón ở giữa này chúng ta gọi nó là ngũ hành là thổ. Cái ngón chỉ người ta là cái ngón này hỏa. Và cuối cùng là cái anh này là gọi là ngón cái, thì anh này là ngũ hành là mộc. Nhớ nha, kim, thủy, thổ, hỏa, mộc. Thì đọc lại nè, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cứ nhớ kim trước đi là dễ nhớ nhất. Ok, thì bây giờ các bạn nhớ vẽ cái hình này lại nha. Thì bây giờ ngay cái ngón kim này chúng ta đặt ngay cho nó cái tuổi vô, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mão, nhảy qua đây, Dần Mão, Thìn Tỵ, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tuất Hợi nha. Riêng hai cái ngón này chúng ta không bỏ tuổi, hai ngón này các bạn nha, nhìn này, hai ngón này không bỏ tuổi, chúng ta chỉ bỏ ngón này, ngón này, ngón này thôi. Thì có phải rằng là khi để như thế này, có phải đây ngón kim Tý Sửu, Dần Mão, Thìn Tỵ, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tuất Hợi. Đó, 12 con giáp rớt vào ba cái ngón này. Hai ngón này không tính, hai ngón không tính nha. Ok, thì chúng ta vào đi. Ok. Thì bây giờ tuổi Canh Thân, mình lấy ví dụ đi, tuổi Canh Thân là hành gì? Thì bây giờ Canh Thân thì thân, thân đâu? Thân nằm đây. Thân là nằm ngay cái ô thủy này, có nghĩa rằng là cái ngón út mình thủy, thì ngay cái ô này chúng ta đọc liền giáp ất. Bính đinh mậu kỷ canh. Có phải là canh rớt ngay ngón ngón giữa chưa? Canh là ngay đây nha, để ngay đây nè, canh. Thì canh thân nghĩa là người, mệnh mộc, ngũ hành là mộc đấy. Bây giờ mình lấy cái thứ hai đi, mấy cái người tuổi Tân Dậu đi. Ok, bây giờ Tân Dậu, Dậu Dậu là cũng nằm ngay ngón út luôn. Dậu đây, các bạn thấy Dậu không? Dậu đây, thì bây giờ Dậu ngay đây thì chúng ta đọc ngay đây, ngay cái ngón luôn, chúng ta đọc giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân. Có phải là tân ngay đây không? Thì có phải đây là cái ngón này là ngón ngón mộc, thì cái người Tân Dậu sẽ là hành hành mộc luôn đấy. Bây giờ mình lấy người thứ ba đi, là người Nhâm. Nhâm thì bây giờ mình lấy anh Nhâm Tý ha. Ok, Nhâm Tý đây, thì Tý, Tý đâu? Tý ngay hàng kim, kim này, thì ngay cái ngón này chúng ta đọc liền giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân Nhâm. Vậy là Nhâm cũng rớt vô cái ngón 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 giữa, ngón tay cái này. Ok, thì đây là mộc, thì có nghĩa là nhâm nhâm tý sẽ ngũ hành là mộc luôn.
giờ mình lấy người kế tiếp là người quý. Quý gì bây giờ ta? Quý Hợi đi. Ok, lấy Quý Hợi. Thì Hợi đâu? Cái tuổi Hợi, tuổi Hợi nằm ở ngón chỉ người ta là ngón hỏa. Ngón này ghê gớm lắm, ngón hỏa. Thì bây giờ ngay ngón này chúng ta đọc là gì? Giáp Ất, Bính Đinh, Mậu Kỷ, Canh Tân, Nhâm Quý, đúng chưa? Vậy có phải là quý nó rớt vào cái ngón út là ngũ hành là thủy, thì cái người người quý Hợi sẽ là mệnh thủy đó. Bây giờ chúng ta lấy cái người kế tiếp là người giáp đi, mình nói nhiều nhiều tuổi để các bạn dễ nhớ, thì các bạn tập trung với mình như vậy là các bạn dễ nhớ lắm, các bạn ngay lập tức các bạn nhớ liền cái cách tìm kiếm ngũ hành. Bây giờ mình lấy người giáp Dần. Ok, thì Dần là phải ngay đây không? Ok, Dần là ngay con út rồi, thì bây giờ chúng ta đọc liền nè. Giáp Ất, ui đúng rồi, thì vừa mới giáp một cái là ngay giáp Dần đây là người mệnh thủy, khỏi cần đọc xa. Thì có phải người giáp Dần là mệnh thủy không? Đó, quá hay luôn. Bây giờ mình lấy người thứ hai, mình lấy người Ất đi. Ất thì Ất gì giờ ta? Ất Sửu. Đó, ok. Có phải Sửu nằm ngay ngón kim không? Bây giờ chúng ta đọc liền nha. Giáp Ất. À, vậy có phải là cái người người Ất Sửu là mệnh kim. Đó, thấy chưa? Dễ lắm. Đó, vô đây liền. Bây giờ mình lấy cái kế tiếp, mình lấy người tuổi Bính đi. Bính gì bây giờ? Bính Dần. Rồi, bây giờ lấy Bính Dần đi. Bính Dần thì lấy tuổi Dần. À, tuổi Dần ngay đây, đúng chưa? Là mình phải ngay cái ngũ út này chúng ta đếm liền nha bạn nha. Giáp, Ất, Bính. À, vậy có phải rằng là Bính Đinh là nhảy qua đây chưa? Giáp Ất tuổi Dần mà. Giáp Ất, Bính Đinh thì Bính nhảy đây thì có nghĩa là người Bính Dần là mệnh hỏa. Đấy, quá dễ dàng luôn. Rồi, bây giờ mình lấy cái kế tiếp mình lấy người Mậu đi. Mậu Mậu gì giờ? Mậu Ngọ đi. Ok. Thì bây giờ đầu tiên mình phải nhìn cái tuổi Ngọ trước. Thì đây. Thì tuổi Ngọ nằm ngay đây. Ok, thì tuổi Ngọ nằm ngay cái ngón kim. Thì ngay cái tuổi ngón kim này chúng ta phải đọc giáp Ất liền, nhớ nha. Giáp Ất, Bính Đinh, Mậu Kỷ. À, thì nó nhảy qua ngón này rồi. Thì có phải đây cái ngón này nó là mệnh hỏa không? Mậu Ngọ là người người mệnh hỏa. À, giờ cuối cùng một cái ví dụ cuối cùng ở đây. À, tuổi Kỷ, Kỷ Mùi. Ok, bây giờ lấy anh Kỷ Mùi nha. Kỷ Mùi thì bây giờ kiếm Mùi, Mùi đây có phải là nó là cái ngón kim nữa không? Ok, thì ngay cái ngón kim cái tuổi Mùi đó chúng ta đọc liền. Giáp Ất, Bính Đinh, Mậu Kỷ. À, Kỷ rớt ở đây rồi. Thì đây, anh Kỷ Mùi là mệnh hỏa. À, quá dễ. Thì đây là cái cách mà chúng ta coi ngũ hành, biết cái mệnh người ta nhanh nhất, hay nhất, mà không cần phải tìm cái gì cho cha sách vở làm chi cho nhức đầu. Nhớ nhiều cái khổ quyết đau đầu lắm. Thì cái này là cách dễ nhất. Cứ nhớ năm ngón tay, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bấm ngón tay ngay một phát ra ngay ngũ hành là cái gì. Nhìn cái này, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, là biết ngay cái càng. Hai cái này thôi là đã xếp các bạn rất là nhiều thời gian. Hỏi tại sao hồi xưa bạn nói, ủa sao thầy nhớ nhiều hay quá, thầy đâu có nhớ đâu. Thầy bấm có chút xíu là ra. Đó, thì cái này là cái trick rất là hay trong tử vi. Rồi cuối cùng thì mình chúc các bạn thích cái này và chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Chào các bạn.